Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Thế Giới Gỗ Quý. Và trong video hôm nay thì em vừa mới hoàn thiện xong một bộ mộc và dáng là dáng hoàng gia trên 14. Với cái dáng trương thì nó rất là khác so với những cái dáng trương thông thường, và cái dáng trương này là dáng trương cánh bướm. Bộ này thì vừa mới hoàn thiện mộc thô xong cho nên là em đã kê ra ngoài. Sáng nay thì trời có hơi mưa cho nên không quay được. Chiều nay là cũng đã hửng nắng. Hôm nay là ngày 29 tháng 4, mai với cả ngày kia là 30 tháng 4, 1 tháng 5, cũng là ngày nghỉ lễ. Thì rất là mong các bác nào mà có thời gian thì có thể ghé qua trực tiếp cơ sở em. Đấy, bất kể là không thời gian nào là cơ sở em mở cửa từ 8 giờ đến 6, 7 giờ tối. Cho nên là các bác cứ ghé qua trực tiếp lúc nào, bất kể lúc nào cũng được. Đấy, cứ ghé qua là có người ra tận nơi để đón, để tiếp nhà mình, tư vấn, hỗ trợ nhà mình. Với bộ sản phẩm này thì hiện tại là em đang làm là kích thước chân 14. Và cái diện tích phòng khách nhà mình rơi vào khoảng diện tích là 30 đến 35 mét vuông. Thì các bác kê cho em những cái bộ hoàng gia như này. Và trong cái thời gian gần đây thì là hoàng gia là đang rất là được ưa chuộng. Bởi vì là khi mà nhà mình sử dụng dáng hoàng gia thì sẽ không sợ bị lỗi mốt, thậm chí là kể cả bất chấp là mọi không gian thiết kế, là nhà ống hay là chung cư hay là biệt thự, nhà vườn mái thái thì đều có thể kê rất là phù hợp với bộ hoàng gia này. Nếu mà nhà mình nhà ống chung cư nhỏ nhỏ thì mình có thể thu nhỏ lại bộ hoàng gia với kích thước là chân 12 thôi, và cái đoạn làm dài là 2m17 thôi. Còn hiện tại thì cái bộ sản phẩm chân 14 này thì em làm đoạn là dài 2m60. Đấy, hàng rất là dày dặn, đó là hàng khuôn tranh 4 ván 2, và đặc biệt là phần chân, tất cả phần chân và yếm đều được đục đẽo, đều được đục. Chất liệu thì là gỗ hương đá. Và tay, dáng tay này thì là dáng tay đặc 100% các bác nhé. Dáng tay nguyên khối và đặc 100%. Dáng tay chữ S đấy ạ, nguyên khối. Đấy, bình thường thì nó sẽ có hàng, nếu mà hàng rẻ thì nó sẽ nối hoặc là ghép ghép hai khúc, một khúc ở dưới, một khúc ở trên thì thành một cái tay chữ S. Nhưng mà hiện tại thì là các bác thấy là toàn bộ một cái khối tay là em làm nguyên này. Đấy, đoạn dài này 2m60 này. Toàn bộ trương thì là em đều đục tỉa lại bằng tay hết này. Vách thì là vách có đục hoa lá tây, rất là đẹp. Dáng trương cánh bướm thì năm nay là được các bác lựa chọn khá là nhiều. Và ngoài ra thì với một bộ sản phẩm thì em làm đục cả hai mặt, cả mặt trước và cả mặt sau. Đấy, với bộ sản phẩm thì là ngoài đoạn dài thì có thêm hai chiếc ghế đơn ở đây thì em làm kích thước chiều ngang là 1m1. Cả hai chiếc đều kích thước giống hệt nhau. Độ dày khuôn 4 ván 2 thì là từ đoạn cho tới ghế đơn cho tới bàn thì là đều độ dày khuôn 4 ván 2 rồi. Đấy. Và ngoài ra thì với ghế đơn thì với những cái chi tiết sản phẩm thì nó chỉ khác nhau về mỗi vân gỗ thôi. Và các bác thấy ở đây là bộ sản phẩm này là em không soi chỉ. Bình thường các bác thấy là sẽ có một cái đường soi chỉ ở mép này. Đấy, các bác thấy nhá. Nó sẽ có một cái đường soi chỉ ở mép này. Nhưng bộ sản phẩm này nó khác hơn một chút, đó là em không soi chỉ. Đấy, khi mà không soi chỉ thì nhìn cái độ dày nó sẽ dày hơn so với cái hàng soi chỉ, đúng không ạ? Bởi vì nó đã mất một cái đường soi chỉ khoảng độ 2-3 ly rồi. Thì là khi mà mình không soi chỉ như này thì mình sẽ cảm thấy là nó cái độ dày nó sẽ cái nhìn đầu tiên thì nhìn cảm giác cái độ dày nó sẽ dày hơn. Và bàn thì em đục hoa lá tây các bác nhé. Ngoài một đoạn dài hai ghế đơn, một bàn thì với một bộ sản phẩm sẽ có thêm hai chiếc đôn nữa. Đấy, tổng cộng là 6 món. Các bác đếm và các bác tính một bộ sản phẩm cứ đôi đầy đủ 6 món cho em. Đấy, dáng hoàng gia. Cổ chỉ là cổ chỉ 3 tầng, rất là đẹp. Hiện tại là hàng đang để mộc thô và chưa có chủ nhân sở hữu. Các bác nào mà thích bộ sản phẩm này và cảm thấy bộ sản phẩm này vân vèo nó đẹp, ưng ý với con mắt nhìn của mình thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em đã ghi ở phía dưới góc bên trái màn hình. Ngoài ra thì với cơ sở em thì sẽ tặng kèm kính bàn, kính đôn để nhà mình sở hữu luôn. Và ngoài ra là miễn phí vận chuyển 50 cây số. Đối với cái quy trình bảo hành thì cơ sở em sẽ bảo hành trong khoảng thời hạn 5 năm và bảo trì là trọn đời. Đặc biệt nhất là cơ sở em sẽ một đổi một trong vòng 1 tháng. Tức là trong cái quá trình 1 tháng, các bác sử dụng 1 tháng đầu tiên mà có gặp bất kỳ một lỗi hay là một vấn đề nào thì cơ sở em sẽ hỗ trợ để đổi cho các bác một bộ mới hoàn toàn. Cảm ơn các bác đã theo dõi tới cuối video. Kính chúc các bác có một sức khỏe và gia đình thật là ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau ạ.